cái mẫu u chỉ này bây giờ phải gọi là rất rất hiếm, mẫu u chỉ ong vàng có hai con ong vàng ở trên cái phần bề mặt của da. Được... Chào các bác, cơn bão số 1 Talim đang giảm dần cấp độ và đổ bộ vào khu vực Hải Phòng và Quảng Ninh. Hà Nội cũng chính thức bước vào mùa mưa gió kèm những ngày nắng nóng bất chợt. Cái loại thời tiết này làm cho em nhớ những ký ức ngày xưa hồi còn nhỏ vào những ngày mưa gió như giai điệu các bác đang nghe bài. Hà Nội mùa mưa một số hài niệm lắng động như vậy thôi và mời các bác chiêm ngưỡng một cơn bão khác Đó là bão hàng mới đồ bộ shop em Rất nhiều mẫu để phục vụ cái thú chơi tao nhã và đẳng cấp của các bác Và em cũng rất mong là các bác giúp em tạo thành một cơn bão khác nữa Đó là bão đơn Hôm nay chúng ta sẽ có những con hàng đáng đồng tiền bắt gạo Những con hàng độc nhất vô nhị Rất hay ho Mời các bác cùng em nghiên cứu nha Chúng ta cùng đến với mẫu đầu tiên Đôi giày đầu tiên đó là đôi Louis Vuitton Hockenheim Magazine của nhà Louis Vuitton, một nhà giày đầu lớn nhất trên thế giới, đứng đầu ở có trụ sở tại nước Pháp và sản xuất rất nhiều giày tại Italy. Thì đôi LV này, Hockenheim này là một trong ba mẫu LV rất là nổi tiếng của Louis Vuitton, nó bao gồm là Hockenheim Monte Carlo và Driver Magazine. Thì mẫu Hockenheim này là mẫu độc quyền của Louis Vuitton, nó được nhà giày này phát hiện phát phát minh ra sáng tạo ra và sau đó phổ biến trên toàn thế giới bây giờ thì nhiều hãng làm nhưng mà thực sự để mẫu này đạt đến cái tầm dùng rất là thoải mái và dùng rất sướng thì nhà giày này chỉ là hàng đầu luôn các bác quan sát chi tiết để có thể so sánh với những con hàng mà các bác lỡ gặp nó trôi nổi trên thị trường để thấy cái sự khác biệt thì đặc trưng của giày này nó là được khâu tay một tiếng đồng hồ cho mỗi một đôi giày như thế này Hiện tại mẫu này đang bán trên web khá là đắt đỏ Đặc biệt là các mẫu Hockenheim mà được làm bằng da cá sấu thì rất là chát luôn uh, Tiếp theo là chúng ta đến với đôi uh, Gucci da B Hosebit phiên bản 2023 Size 40, 40.5 uh, đôi này là mới 100% đập hộp Với đôi đập hộp như thế này các bác có thể mua ở trên các cửa hàng Gucci hoặc là các cái trên web của họ người ta bán với giá là tầm 19 đến 20 triệu một, một một đôi bao gồm có thể là hơn tại vì bao gồm sẽ cả phí và thuế ship hàng về vì thế là nếu mà các bác mua của em thì giá sẽ chỉ hơn một nửa một chút xíu thôi à, con này em đang bán 13 triệu mới 100 phần trăm và đương nhiên rồi hàng là hàng chính hãng dây à, giày Gucci cũng được làm thủ công và tất cả các cái giày sẽ được khâu tay các cái đường mép sẽ được làm lăn cạnh bằng thủ công hết Vì thế chất lượng giày rất khác so với giày đại trà Còn đây là mẫu mà có thể các bác đã xem ảnh rồi Mẫu mà các bác đã xem ảnh rồi Thì Con này là size 39 39 năm Mẫu này em rất là thích Vì thế là những mẫu Lát nữa em sẽ cho các bác xem là cái chi tiết nó Nó rất là đẹp Đây cái chi tiết mà em muốn nhấn mạnh một chút đấy là chính là cái chi tiết uh, họa tiết cái giải cái giải và cái logo được làm rất đẹp rất tinh xảo ờ, đương nhiên rồi của LV thì chi tiết nào nó cũng làm rất đẹp nhưng mà cái đôi này nó có cái sự phối họa tiết rất là hay à, em không biết là các bác có thể tìm cái đôi này để mua mới không nhưng mà em nhìn em lên trang web của hãng và tìm thì không thấy đôi này người ta trưng bày made in Italy Louis Vuitton Paris để khâu đã dán bảo vệ đế này là người ta đã dán bảo vệ về các bác có thể về lúc mua về thì thường đế da hay là đế cao su những đôi giày mà chúng ta mua mới về thì nên dán nếu các bác cẩn thận thì nên dán cái đế đó trước khi chúng ta sử dụng nếu các bác dán được cái đế mà dán đế là phải dán đẹp nhé không dán mấy cái lốp xe ở về lề đường đâu <laughs> nó khiến đôi giày nó mất đi ấy đi thì thì chúng ta sẽ giúp đôi giày bền hơn rất là nhiều và chúng ta bảo vệ sau đó đi mòn cái phần đế này chúng ta cứ lột ra dán cái mới thì cái này trên thị trường người ta có thể dán với tầm ban 400 nghìn có chỗ thì dán hơn à, nhưng mà nếu bên em thì làm thì bên em làm cho các bác là với giá rất là, rất là, rẻ thứ hai nữa là đôi này người ta đã dán sẵn rồi nếu mua về đỡ phải đi dán à, có thể thoải mái sử dụng tiếp theo là một đôi gucci này em muốn giới thiệu với các bác đôi này rất là hay đôi này size 39 thôi rất tiếc cho những bác nào mà không vừa size đôi này cái này size 39 và Gucci này cái mẫu Gucci này bây giờ phải gọi là rất rất hiếm, mẫu Gucci ong vàng, có hai con ong vàng ở trên cái phần bề mặt của da được khâu, được thêu trực tiếp xuống lớp da. và là mẫu Hosbit rất nổi tiếng. Đây là mẫu cu Gucci Hosbit phiên bản 1953. Thì đôi này cũng đã được dán bảo vệ, topi bảo vệ đế và đây là đôi Gucci size 39 cái đôi này thì mua về sưu tầm mua về sưu tầm và chúng ta mang đi thì cực kỳ là độc lạ luôn các bác sẽ rất ít gặp một người có thể sở hữu được một đôi như này Đấy. thì bác nào size 39 mà kết đôi này thì phải gọi là rất là khoái mọi chi tiết đều rất là ngon để ra khâu Đương nhiên là gia công của giày Gucci thì chúng ta không phải bàn, rất là rất là tốt. Những thương hiệu này gia công rất là tốt. Đó. À, tiếp theo chúng ta sẽ đến tiếp với một đôi Gucci cũng là Gucci Horsebit, đôi này size 41. À đôi này mới tới 99% ra hạt. Những đôi ra hạt thì không hiểu sao em lại có có rất rất là thích mấy cái đôi ra hạt có thể là vì cái lợi ích của nó cái lợi thế của nó tức là ra hạt nó chúng nó giấu được những cái va đập nó giấu được những cái mà chúng ta mang là chúng ta bị 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 gấp gãy các kiểu thì cái da hạt nó khắc phục rất là tốt tại vì người ta đã làm sẵn cho nó những cái rãnh những cái đường vân thì khiến cho đôi giày là mặc dù da bê nó đã mềm sẵn rồi nhưng mà thêm cái các cái đường vân li ti nữa thì nó khiến đôi giày trở nên rất là đẹp rất là đáng đồng tiền bắt gạo nếu mà mua giày mới của bên em ấy, thì nó sẽ có cái dust bag như này và tiếp theo một đôi nữa đó là chính đôi Tassel Loafer đôi này cũng size 39 hôm nay rất nhiều đôi 39 hay ho Tassel Loafer này size 39 nó có hai cái chuông và được thiết kế khá là điệu đà bác nào thích chơi mấy cái kiểu điệu đà chơi con này rất hay các bác mang đôi này rồi chúng ta có thể mang với quần âu ngắn cái cặp quần nó ngắn một chút hoặc là quần jean đều rất là đẹp các bác Uh, có thể mang giúp nó, nó khiến cho chúng ta trở nên là trẻ trung hơn, bay bổng hơn uh, về chất lượng da rất tốt nhé. Và thì đó là video và mấy con hàng ngày hôm nay thì uh, rất cảm ơn các bác đã ủng hộ em và xin chúc các bác thật là nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các bác trong những video liên hàng tiếp theo.